Tại hạ là Kim Ngao Sư Vương, chuyên bảo kê chợ cá. Nghe nói Đường huynh là máy chém của nước Đại Đường, cho nên hôm nay muốn được chỉ giáo. Tại hạ là Kim Sĩ Điểu, chuyên bảo kê chợ gà, cũng muốn được Đường huynh chỉ giáo. Đường huynh chỉ có vậy thôi à? Còn ai muốn lãnh giáo nữa không? Yeah.